Yo man, man, yo, yo. Ủa, hôm nay Trần Thị bà hẹn tôi ở đây vậy? Thì tụi tôi hẹn ông ở đây bảo tin mừng ấy. Mừng? Ừ. Trần Thị, nhà Việt Thi trả nợ xong hết rồi nhá. Thật á? Ừ. Thật? Ừ. Thôi đi ăn mừng. Đi đâu? Mừng gì? Tiền ở đâu mà ông trả cho Việt Thi vậy? Nói gì vậy? Ai trả Việt Thi? Tôi có trả đâu. Không là ông này là ai nữa hả? Đừng có giấu nữa, tụi tôi biết hết rồi. Thì tôi trả đấy. Số tiền lớn vậy, ông lấy đâu ra hả? Hay là ông đi mượn nợ nữa? Ông nói gì vậy? Tôi mượn nợ ai bao giờ đâu. Là... À, là mẹ tôi. Mẹ tôi muốn giúp gia đình Việt Thi, nên là bảo tôi mang qua cho gia đình Việt Thi mượn nợ. Thôi, ông đừng nói dối nữa. Tôi và Kenji này, qua nhà ông hỏi mẹ ông rồi, nhưng mà không phải. Thì... Sao? Thì... Thôi, khỏi lằng nhằng nữa. Ông xem này đi. Ngồi đi mà chối nhá. Cái clip này ở đâu ra đấy? Không còn biết, nhưng mà đây là cuộc thi cá độ bên à. Không phải là một cuộc thi bình thường. Nếu mà ông thắng ấy, sẽ có 5 triệu tiền thưởng. Còn nếu mà thua ấy, cái tiền độ ấy nó lên hàng chục triệu. Chứ không phải lúc đấy đủ tiền để giúp gia đình Việt Thi à? Đó. Ông nói vậy là sao? Nói vậy là sao à? Cái hôm đấy gần kết thúc bài ông té đúng không? Cái động tác đấy không hề khó. Nhưng mà lúc đầu tôi nghĩ chỉ là vô tình thôi. Giờ thì không. Vì cái clip này này. Thì ông cố tình thua để lấy tiền độ trả nợ cho nhà Việt Thi đúng không? Thì tôi cũng chỉ còn giải pháp đấy thôi, không có sự lựa chọn nào khác nữa. Sao lại không nhỉ? Chúng ta có thể tham gia vài cuộc thi nữa, giúp gia đình Việt Thi dần. Chứ sao ông lại làm mấy cái trò gian lận, bán độ như này? Có gì thì ông nói với tụi tôi sẽ làm tất cả để giúp Việt Thi, chứ không làm trò dơ bẩn như ông. Ông biết đấy, vì cái chuyện này này, mà tôi với Kenji chuẩn bị trường kỷ luật rồi. Nhưng mà tụi tôi không xấu hổ. Biết vì sao không? Vì tôi giúp gia đình Việt Thi ấy bằng chính thực lực. Chứ bây giờ nhìn xem, tôi không ngờ ấy là ông lại đi lừa tất cả mọi người trong nhóm vì tiền. Hết nói nổi không nhỉ? Tôi xin lỗi mọi người. Tôi cũng không xứng đáng với sự tin tưởng của mọi người nữa rồi. Tôi đã làm liên lụy đến mọi người nhiều. Tôi không xứng đáng làm thành viên của B36 nữa. Tôi xin lỗi.